Trường Sa ta ơi, chung một mái nhà, học hành chăm ngoan thì đạt giải cao. Trường Sa ta ơi, cùng nhau kết đoàn, tham dự sân chơi tỏa sáng muôn nơi. Trường Sa ta ơi, tình yêu tuổi thơ nuôi dưỡng ước mơ đưa ta vào đời. Trường Sa trong ta vinh dự tự hào, cất vang tiếng ca tự tin chiến thắng. 1, 2, 3, 4 đưa tay lên cao, bao ngôi sao hôm nay hội tụ về, vượt qua bao nhiêu chông gai và tới tương lai cùng vòng nguyệt quế. Thầy cô cho ta tri thức đi khắp năm châu vượt tới giải thiên hạ, hào quang Olympia tôi bay đôi cánh bay đi thật xa. Nào các bạn khởi động đua tranh với chiếc hạnh và rồi ta thắng thật nhanh, như là thằng Zeus trở thành thằng Chen, ta bảo vệ đích như ta để mất phanh. Chăm chỉ học hành kiến thức cho ta sức mạnh, chọn đời công chăm game bay cho ta ơn những sinh thành. Tôi và cánh yêu trường lớp luôn trân trọng và biết ơn, luôn dâng cháy như ngọn đuốc, nhảy lên cao hơn xa hơn. Nước không còn chia bắc nam, chẳng biết chiến
trong những câu chuyện của cha. Tôi ngoan lên khi thang thang không còn lối đưa tên, không biết bỏ bỏ là gì, chỉ còn lại trong những ký ức buồn mê. Chuyện của cha tôi là những giấc mơ dở dang, là xem phút nghiêng chiến đấu vì một màu cờ đỏ tươi thấm máu bao người. Chuyện của mẹ tôi là phát tiếng hát cho đời, là đến những nơi xa xôi với những con người, ngày ngôi sao vàng trên núi. Một thời chiến đấu cha tôi anh hùng, một thời gian khó mẹ tôi đảm đang, vẫn giữ nụ cười và tiếng hát an tiếng bom. Để rồi nay bước con đường đời, dù bao gian khó trong vài đời tôi, đứng dưới bóng cờ là con tim ngân lên tiếng ca. Tôi thấy đến với cuộc đời thì trong trái tim tôi luôn tự hào là người Việt Nam. Màu cờ thắm tươi vẫn phấp phới với những cười, lòng bồi hồi nhớ. Một thời chiến đấu cha tôi anh hùng, một thời gian khó mẹ tôi đảm đang, vẫn giữ nụ cười và tiếng hát an tiếng bom. Để dù nay bước trên con đường đời, dù bao gian khó trong gai đời tôi, đứng dưới bóng cờ là con tim ngân lên tiếng ca. Đón quân Việt Nam đi. Chào đón các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh cùng toàn thể quý vị khán giả đang theo dõi trận chung kết của cuộc thi Beyond the Knowledge 2022. Chúng ta vừa thưởng thức lại giai điệu quen thuộc của ca khúc Lá Cờ, một sáng tác của nhạc sĩ Tạ Quang Thắng qua sự thể hiện của câu lạc bộ Fan Acoustic Club. Những ca từ đi cùng năm tháng ấy trong bài hát này đã thay cho lời của chúng tôi cổ vũ và động viên đến 4 thí sinh xuất sắc nhất của chúng ta trong trận chung kết của ngày hôm nay. Và đây chính là trận đấu mà cả 4 nhà leo núi của chúng ta đều đang chờ đợi để xem là liệu ai sẽ là người chiến thắng trong trận thi đấu này và sẽ là người đại diện cho trường Trung học Phổ thông chuyên Phan Bội Châu thi đấu tại trường quay S14 chinh phục đường lên đỉnh Olympia. Kính thưa quý vị, năm học 2021-2022 quả là một năm học khó khăn bởi dịch bệnh COVID-19 với thời gian dài học tập online. Thế nhưng điều đó không cản trở được tinh thần ham học hỏi của các bạn học sinh, đặc biệt là niềm đam mê, khát khao cháy bỏng của các bạn học sinh khóa 50 với khát khao viết tiếp giấc mơ Olympia của bao thế hệ học sinh trường Phan. Và đêm nay sẽ là trận đấu cuối cùng mà họ đã chờ đợi, là thời khắc để 4 nhà leo núi của chúng ta thể hiện hết sự bản lĩnh, sự tự tin và trí tuệ trên sân khấu chung kết của Beyond the Knowledge 2022. Đến tham dự trận chung kết của chúng ta ngày hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện có mặt của các quý vị đại biểu, đại vị khách quý. Về phía nhà trường, trường Trung học Phổ thông chuyên Phan Bội Châu, xin trân trọng giới thiệu cô Chu Minh Anh Thơ, Bí thư đoàn trường. Xin trân trọng giới thiệu thầy giáo Phan Phương Đức, Phó Bí thư đoàn trường. Và trân trọng anh Trần Thế Trung, người sáng lập và đồng thời là cố vấn cho câu lạc bộ Olympian Phan.
chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến các thầy cô trong ban cố vấn của cuộc thi, những người đã luôn cần mẫn theo sát cuộc thi từ những ngày đầu tiên. Xin trân trọng thầy Lê Văn Tú, cố vấn môn hóa học. Thầy Phan Phương Đức, cố vấn môn toán học. Và thầy Trần Đại Dương, cố vấn môn toán học. Xin trân trọng giới thiệu cô Nguyễn Thị Diệu Anh, cố vấn môn địa lý. Thầy Đậu Bá Trung, cố vấn môn hiểu biết chung. Xin trân trọng giới thiệu cô Ngô Phương Anh, cố vấn môn tiếng Anh. Và thầy giáo Lê Xuân Bảo, cố vấn môn vật lý. Và chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến gia đình của 4 thí sinh góp mặt trong trận chung kết ngày hôm nay. Và đặc biệt xin gửi lời chào đón đến toàn thể các quý vị khán giả đang có mặt tại hội trường ngay lúc này. Và tiếp theo ngay sau đây, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cô giáo Chu Minh Anh Thơ, Bí thư đoàn trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu sẽ lên có đôi lời phát biểu trong đêm chung kết ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời cô. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các thầy giáo, cô giáo, các quý phụ huynh cùng tất cả các em học sinh thân mến. Hôm nay được đứng ở đây, trong không khí này, tôi cảm thấy rất xúc động và tự hào. Và thay mặt cho ban thường vụ đoàn trường, tôi xin được phát biểu đôi lời. Visual Knowledge là cuộc thi thường niên, là hoạt động quan trọng của trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu. Và cứ mỗi năm một lần, cuộc thi Olympia cấp trường sẽ được tổ chức để nhằm chọn ra một bọn học sinh xuất sắc nhất của nhà trường để đại diện và tranh tài tại cuộc thi S14. Qua 3 mùa tổ chức với sự đầu tư và chuẩn bị kỹ lưỡng, chúng ta đã có kết quả không thể tuyệt vời hơn. Bản quán quân đầu tiên, đó là bản Nguyễn Đình Duy Anh A3K48, đã xuất sắc góp mặt ở trận chung kết đường liên tỉnh Olympia năm thứ 21. Thí sinh xuất sắc nhất mùa 2 đó là bạn Chu Văn An A4K49 đã đạt thành tích đó là nhất tháng 3 và nhì quý 1 của cuộc thi đường liên đỉnh Olympia năm thứ 22. Các bạn đã khẳng định được chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường và cho thấy sức trẻ, tài năng cũng như bản lĩnh của chính các bạn. Và ngay lúc này đây, chúng ta đang trên hành trình tìm kiếm người đại diện xuất sắc nhất sẽ phất cao ngọn cờ của chuyên Phan Bội Châu tại sân khấu đường liên đỉnh Olympia năm thứ 23. Ban thường vụ đoàn trường mong rằng những chương trình học thuật như thế này sẽ được tổ chức và nhân rộng hơn nữa để có thể kích thích mức đến mức cao nhất cái khát khao chiếm lĩnh đỉnh cao tri thức của học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu và cả 4 em thí sinh trong đêm hôm nay. Cho dù kết quả như thế nào đi nữa thì các em cũng đã trở thành niềm tự hào của gia đình, nhà trường và bạn bè. Chúc các em sẽ có đủ may mắn và sự điềm tĩnh để có thể phát huy hết khả năng của bản thân và trở thành người chiến thắng. Và lời cuối cùng, kính chúc các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo cùng các quý phụ huynh và các em học sinh có nhiều sức khỏe, hạnh phúc. Chúc Beyond the Knowledge năm 2022 sẽ đem lại nhiều cảm xúc và thành công tốt đẹp. Tôi xin chân thành cảm ơn. Để chương trình có thể diễn ra một cách thành công như ngày hôm nay, không thể không nhắc đến các nhà tài trợ đồng hành cùng cuộc thi. Và tôi xin giới thiệu sự hiện diện của đại diện Tổ chức Giáo dục Trung tâm Anh ngữ 2G, nhà tài trợ Kim Cương, đại diện nhà tài trợ máy tính LD, nhà tài trợ bạc, đại diện nhà tài trợ La Cà Cà Phê, nhà tài trợ đồng. Và ngay sau đây xin mời đại diện các nhà tài trợ sẽ lên sân khấu để nhận hoa và giấy chứng nhận thay cho lời cảm ơn đến từ ban tổ chức. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu anh Nguyễn Đức Thắng, chủ nhiệm câu lạc bộ Olympian The Fan sẽ lên trao hoa và giấy chứng nhận cho đại diện các nhà tài trợ. Xin trân trọng kính mời.
Và ngay sau đây, xin mời đại diện nhà tài trợ Trung tâm Anh Nữ 2G, nhà tài trợ Kim Cương lên có đôi lời phát biểu. Xin trân trọng kính mời ạ. Good evening, ladies and gentlemen, and good evening to all the students. It's a pleasure to be here tonight representing 2G Education. We are proud to be the diamond sponsors of this wonderfully exciting competition and to be here for the final of Beyond the Knowledge. Xin kính chào quý vị đại biểu, quý thầy cô, quý vị phụ huynh và các em học sinh có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Rất hân hạnh và vinh hạnh được có mặt ở đây tối nay và đại diện cho tổ chức giáo dục quốc tế 2G. Chúng tôi tự hào là nhà tài trợ kim cương của cuộc thi thú vị tuyệt vời này và có mặt tại đây trong đêm chung kết của cuộc thi Beyond the Knowledge. My name is Ray Vella and I'm the foreign head teacher at 2G Education. Some of you here tonight may already know me as I teach IELTS speaking for component for levels 3 and level 4 at the school. Tên tôi là Ray Vella và tôi là giáo viên trưởng nước ngoài tại giáo dục tổ chức giáo dục quốc tế 2G Education. Và một số bạn học sinh ở đây có thể đã biết tôi khi tôi dạy cái lớp IELTS speaking cho cấp độ 3 và cấp độ 4 tại trường. Our relationship with Phanboy Chow has existed for 3 years now and it's an association we truly respect and continue to nurture. Mối quan hệ của 2G với trường Phan Bội Châu đã duy trì khăng khít suốt 3 năm và đó là một mối liên kết mà chúng tôi thực sự trân quý và tiếp tục nuôi dưỡng. 2G Education is much more than an academic and IELTS training academy. It's also a stepping stone to the future of each student's career path. Our mission statement is to develop a global mindset. 2G Education không chỉ đơn thuần là một học viện đào tạo Anh ngữ học thuật và IELTS mà còn là bước đệm cho các em trên con đường sự nghiệp sau này của mỗi học viên. Sứ mệnh của chúng tôi là phát triển một tư duy toàn cầu. We are not only here to help students learn English, but to also help them attain the necessary skills and prepare them for careers in this global generation. Chúng tôi không chỉ ở đây để giúp sinh viên học tiếng Anh mà còn giúp họ đạt được các kỹ năng cần thiết và chuẩn bị cho sự nghiệp của các em học sinh trong thế hệ công dân toàn cầu này. Together with Phanboy Chow, we will continue to strive to add value and develop each student's skill sets in preparation for their future, a future filled with enormous opportunity. Cùng với trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu, chúng tôi sẽ tiếp tục phấn đấu để gia tăng giá trị và phát triển các kỹ năng của mỗi học sinh để chuẩn bị cho tương lai của các em. Đó sẽ là một tương lai chứa đầy cơ hội to lớn. Finally, and most importantly, a special mention to all the students. I would personally like to wish each and every student the very best for your upcoming exams. May you excel in all that you endeavor, not only at school, but in your professional careers and personal lives. Cuối cùng và quan trọng nhất, xin gửi đến tất cả các em học sinh, cá nhân tôi xin chúc các em học sinh những điều tốt đẹp nhất cho kỳ thi sắp tới. Chúc các bạn đạt được các thành tích xuất sắc cho tất cả những cái gì bạn đã cố gắng, không chỉ ở trường học mà còn trong sự nghiệp và cuộc sống cá nhân của các em. So without further ado, I hand you over back to the Master of Ceremonies and to all the competitors tonight, good luck. Và không thể chờ đợi lâu hơn nữa, sân khấu này là và cuộc thi này sẽ dành cho các thí sinh ngay bây giờ. Chúc tất cả các thí sinh may mắn. Quý vị khán giả thân mến, nếu Beyond the Knowledge năm 2020 là sự chạm trán giữa A1 và A3, năm 2021 là sự độc quyền của A4, thì năm nay, bốn nhà leo núi của chúng ta đến từ bốn lớp khác nhau, hai lớp ban tự nhiên và hai lớp ban xã hội. Và ngay bây giờ đây, quý vị khán giả thân mến, hãy cùng thể hiện sự nồng nhiệt của mình bằng một tràng pháo tay thật giòn giã, chào đón bốn gương mặt chính của trận chung kết ngày hôm nay. Xuất phát ở vị trí thứ nhất, chính là bạn Đinh Xuân Linh đến từ lớp 10A1. Ngay sau vị trí thứ hai, đó là bạn Nguyễn Công Vinh đến từ lớp 10A4. Bạn Ngô Sĩ Quốc Khánh đến từ lớp 10C2 là thí sinh được ở vị trí thứ 3.
Và cuối cùng là Lê Thiệp Sang đến từ lớp 10C7. Thưa quý vị và khán giả, 4 thí sinh, 4 nhà leo núi xuất sắc nhất của chúng ta trong khóa 50 của trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu đều chỉ còn cách ước mơ chinh phục đỉnh Olympia 4 phần thi nữa thôi ạ. Và ngay sau đây, hãy cùng chúng tôi bắt đầu hành trình cuối cùng này với phần thi đầu tiên, phần thi khởi động. Trong hội trường của chúng ta đang nóng hơn bao giờ hết. Và không biết ngay bây giờ đây thì Xuân Linh đang cảm thấy như thế nào ạ? Dạ, hiện tại thì em đang cảm thấy khá là hồi hộp và khá là run. Bởi vì phải đối mặt với ba bạn cùng chơi, những bạn vô cùng xuất sắc ở đây ạ. Có vẻ như Xuân Linh của chúng ta đang hơi hồi hộp một chút. Các bạn cổ động viên đến từ lớp 10A1 đâu rồi ạ? Và Xuân Linh của chúng tôi có chia sẻ rằng là bạn thích nhất là bộ môn toán, lý, hóa, anh và thành tích cao nhất là điểm tổng kết mỗi môn 9.0. Một thành tích rất cao đúng không ạ? Dạ. Và bạn có chia sẻ rằng là ngày hôm nay Phương Trâm đến với mục tiêu khi thi đấu, khi tham dự trận chung kết ngày hôm nay đó chính là người ta có năng lực thua mới buồn, mình không có năng lực thua, không có gì phải buồn. Thì em có thể cố gắng tạo tâm lý thoải mái nhất, bởi vì em đến đấy với mục tiêu vui là chính và để được học hỏi thêm kiến thức và làm quen với nhiều bạn hơn ạ. Và tôi nếu như nhớ không nhầm thì trong trận bán kết 3, bạn Viết Thịnh đến từ lớp 10A1 cũng có phương châm như thế này. Không biết là A1 đều có phương châm đến với Beyond the Knowledge năm nay như thế này hay sao ạ? Không, thì cái này em chỉ chọn cái đó để tạo cho mình tâm lý thoải mái thôi. Vâng, và A1 cũng có một câu nữa mà tôi rất ấn tượng từ trận bán kết, đó chính là thắng thì làm vua, mà thua thì làm trai đẹp A1. Ngay bây giờ đây thì Xuân Linh đã cảm thấy sẵn sàng cho phần thi khởi động của mình chưa? Em đã sẵn sàng. Và sau đây là phần thi khởi động của bạn Đinh Xuân Linh. Nếu xét là tổng của A và B thì B là... Điều. Chính xác. Bản mạng song song có tiêu cự bằng bao nhiêu? 5. Cô cực ạ. Loại protein chính bỏ là quá. Tồn tạo... Gluten ạ. Chủng Mông Cổ, người da vàng, người Á. Bỏ quá. Mongoloid ạ. Huấn cao cho tác phẩm chữ người tử tù. Cao bà quát ạ. Ngày 8 tháng 9 năm 1975, Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dân học vụ. Đồng bằng sông Cửu Long được bù đắp bởi phù sa của sông Cửu Long và sông Mekong. Chính xác. What is the oldest Cambridge. Oxford. Loại bánh nào được nhắc đến trong sách sau? Bánh bò. Đây là cây cầu của thành phố nào? Bỏ quá. Trường Trung học phổ thông chuyên đầu tiên của miền Bắc Việt Nam có tên là gì? Bỏ quá. Trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu. Sợi quang trong các quan là ứng dụng hiện tượng nào? Hồ quang điện. Phản xạ toàn phần phải đúng ạ. Trước khi SEA Games 21 diễn ra. 2003. Chính xác. Đồn là nhà, biên giới quê hương. Bộ đội biên phòng ạ. Khi nhân cả hai vế của một bất đẳng thức với một số âm, ta nhận nhỏ, được một nhỏ bất đẳng hơn. Thức mới. Ngược chiều. Ngược chiều. Mạch dao động điện tử gồm một bỏ quá. Tụ điện phải đúng ạ. Acid sulfuric loãng có thể phân hủy hầu hết các kim loại. Kim loại trì. Lửa thức ăn và chất thức ăn biểu thị mỗi một mối quan hệ nào? Dinh dưỡng là đáp án cuối cùng cho câu hỏi này. Và xin chúc mừng Xuân Linh đã giành được 40 điểm sau phần thi khởi động. Và thí sinh sẽ xuất phát tiếp theo, đó chính là bạn Nguyễn Công Vinh đến từ lớp 10A4. Xin chào tất cả mọi người ở trong hội trường ngày hôm nay và ba bạn cùng chơi ạ. Vâng, và
và Công Vinh có chia sẻ rằng là phương châm và mục tiêu thi đấu của bạn đến với ngày hôm nay đó chính là được ăn cả và ngã về nhất trong lòng người hâm mộ. Có vẻ như là ngày hôm nay thì các thí sinh của chúng tôi đều nhận được sự ủng hộ rất lớn từ lớp của các bạn ạ. Và tôi cũng có thể thấy được đây băng rôn đến từ lớp 10A4. Các bạn có thể giơ cao khẩu hiệu của mình được không ạ? Công Vinh về nhất, A4 mãi chất. Vâng, và Công Vinh thân mến, tôi vẫn còn nhớ là ở trận bán kết thì bạn đã nợ chúng tôi một bài rap. Chàng trai này là một chàng trai mà có một sở trường rất đặc biệt, đó chính là rap ạ. Và ngay bây giờ đây thì bạn cũng có chia sẻ, đó chính là bạn muốn biểu diễn một đoạn của Denver trong bài Đi Về Nhà. Chúng tôi rất mong muốn được lắng nghe ngay bây giờ ạ. Em xin rap ạ. Về ngôi nhà, có góc vương nhiều chó nhiều gà. Đã vào nói còn khó chịu, mà lại thích gió trời hơn gió điều hòa. Về ăn cơm mẹ nấu, về mặc áo mẹ may. Về đưa ba ra chợ, mua cây đào cây mai về bày. Cả năm trời làm việc, nhiều khi rã rời như cái máy. Về nhà thấy áp lực, nhẹ như bất thổi cái là bay. Âm êm hơn bếp lửa, ngọt mùi hơn vữa non. Nhà vẫn luôn ở đó, mong chờ những đứa con. Em xin hiểu đó. Nhà vẫn luôn ở đó, mong chờ những đứa con đúng không ạ? Và ngày hôm nay thì Công Vinh có bố mẹ của mình đến đây để xem không? Có ạ. Vâng ạ, và chắc hẳn đó là một sự động viên rất lớn cũng cho bạn ngay lúc này đúng không ạ? Và Công Vinh có chia sẻ rằng là điều muốn nhắn nhủ tới ba nhà leo núi còn lại đó chính là như tiêu đề bài rap của Denver. Quý vị khán giả có hiểu được thông điệp mà Công Vinh muốn chia sẻ không ạ? Vâng, và ngay bây giờ đây thì Công Vinh đã sẵn sàng để cho các bạn thí sinh đi về nhà chưa? Sẵn sàng để phần thi khởi động chưa ạ? Dạ, em đã sẵn sàng ạ. Vâng, và sau đây là phần thi khởi động của bạn Nguyễn Công Vinh. Chất oxy hóa được sử dụng trong pin Leclan là hợp chất khoa học nào? MnO2 ạ. Độ cao của thủy tinh thể có thể thay đổi được nhờ sự co giãn của cơ nào ở mắt? Tinh thể. Cơ vòng ạ. Nhà thơ Tô Hữu đã gọi quốc gia nào là hòn đảo lửa? Hoàng Sa. Sai. Cuba. Đền Quả Sơn được xây dựng để thờ vị hoàng tử nhà Lý nào? Lý Nhật Quang ạ. Tầng khí quyển nào bao gồm các phân tử? What does PNOPEC stand for? Pacific. Petroleum. Vượt bóng rổ quy định một cú ném phạt thông thường sẽ được ghi bao nhiêu điểm? Trụ sở chính của tổ chức Liên Hợp Quốc hiện nay nằm ở thành phố nào? Không quá. New York ạ. Số nghịch đảo của số 0 là số nào? Số 0. Cảm biến LiDAR có thể đo khoảng cách tới mục tiêu bằng cách chiếu sáng mục tiêu đó bằng gì? Tia laser. Chính xác. Độ pH của một dung dịch càng cao chứng tỏ tính axit của chất yếu càng thấp ạ. Ở thực vật có hoa, cơ quan sinh dục được gọi là? Nhà văn nào được lấy tên của viện? Năm câu. Lá cờ cắm trên nóc hầm tướng Decasti. Và câu đáp án cho câu hỏi cuối cùng phải là quyết chiến, quyết thắng. Và tổng số điểm qua phần thi khởi động của Công Vinh 40 điểm. Và tiếp theo ngay sau đây chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với thí sinh xuất phát ở vị trí thứ 3. Đó chính là bạn Ngô Sĩ Quốc Khánh đến từ lớp 10C2. Xin chào Quốc Khánh. Em chào hai MC, ba bạn cùng chơi cùng tất cả quý vị đại biểu có mặt ở trong hội trường ạ. Ngày hôm nay thì 10C2 đến đây với đến tận 2 cái băng rôn, chứ không thể một được ạ. Bởi vì phương châm của C2 là C2 thứ hai không ai thứ nhất ạ. Vâng, và Quốc Khánh có chia sẻ với chúng tôi rằng là bạn thích nhất là môn lịch sử và thành tích cao nhất của bạn là á khoa đầu vào kỳ thi chuyên. Và số điểm tổng kết sử cao nhất đó chính là 10.0 vào năm lớp 9. Quả thực là tôi chưa bao giờ được biết được tổng kết 10 điểm sử là như thế nào. Dạ thì chắc là do ăn máy ạ. Vâng. Và bạn có chia sẻ rằng là khả năng đặc biệt trong học tập đó chính là em sẵn sàng trở thành tấm bia đỡ đạn cho cả lớp về cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Thì bạn có thể chia sẻ rõ hơn một chút về khả năng đặc biệt này được không?
Đối với em thì cái khả năng đặc biệt này nó là bí quyết của riêng em, nên là em nghĩ là em chưa thể chia sẻ được ạ. Vâng, bí kíp nên chưa thể chia sẻ được. Và phương châm của Quốc Khánh và mục tiêu thi đấu đến với ngày hôm nay đó chính là Quốc Khánh quyết chiến C2 quyết thắng chuyên sử vô địch. Bạn cũng có chia sẻ rằng là sở trường của bạn đó chính là có khả năng bình luận bóng đá, và ngày hôm nay mong muốn được đến với trận chung kết lần này biểu diễn một tiết mục bình luận về một trận bóng đá đã lưu trữ trong đầu. Nếu như ở VTV6 chúng ta có bình luận viên Quốc Khánh thì ngay bây giờ đây trên sân khấu của chung kết Beyond the Knowledge sẽ là bình luận viên Quốc Khánh đến từ lớp 10C2. Xin mời bạn hãy thể hiện tài năng của mình đi ạ. Hôm nay chúng ta sẽ đến với trận thi đấu giữa câu lạc bộ Manchester United và câu lạc bộ Liverpool trong khuôn khổ lượt đi giải Ngoại hạng Anh năm 2021-2022. Về đội hình ra sân thì không cần giới thiệu nhiều, còn kết quả thì như chúng ta cũng đã biết. Cùng với sự tự tin này thì ngay bây giờ đây Quốc Khánh đã sẵn sàng để phần thi khởi động chưa? Rồi ạ. Và sau đây là phần thi khởi động của bạn, cô sĩ Quốc Khánh. Ai là người xuất sân trong phong trào thơ mới 1900? Tản Đà. Tương Truyền, ai là người đã đưa ra lời Cao Bằng Tàng Tạ? Nguyễn Bỉ Khiêm. Chính xác. Có ai là Phương trong cơ bản là Phương Xích Đào. Ôn đời mới lên bỏ quá. Tính đến tháng 4 năm 2022, đội tuyển bóng đá nam của BBB Brazil. Lịch Dương. Đúng. Đường thẳng chéo nhau. Một vật rắn quay đều một trục. Không không. Chính xác. Hydro. Sai sai. Chính xác. Loài bọ thuộc gì? Mèo. 10 điểm nữa. Cuốn sách nào là cuốn sách phê bình văn học giá trị nhất của Hoài Thanh? Tin Nhất Việt Nam. Chính xác. Trận thành cổ Quảng Trị đã 81. Chính xác. Theo lịch phương Tây, bộ quá. Thời điểm bắt đầu. Chí ạ. Ghost. Gwen. Đội bóng nào là địa chỉ của Việt Nam? Hoàng Anh Gia Lai. Chính xác. Monaco. Quốc gia. Thụy Sĩ. Bộ quá. Thứ ba. Đúng. Không. Bắt đầu vào kiểm hoặc cho kiểm tác dụng. Vâng, và đáp án cho câu hỏi cuối cùng là Aluminat. Và xin chúc mừng Quốc Khánh đã hoàn thành xong phần thi khởi động với 80 điểm. Và tiếp theo ngay sau đây chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với thí sinh xuất phát ở vị trí thứ tư, đó chính là bạn Lê Thiệp Sang đến từ lớp 10C7. Xin chào Thiệp Sang. Em xin gửi lời chào đến các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo, các anh chị, bà bạn cùng chơi và tất cả các quý vị khán giả đang có mặt trong hội trường ngày hôm nay ạ. Thiệp Sang có chia sẻ đối với chúng tôi đó chính là cảm xúc khi tiến vào trận chung kết lần này, đó chính là cảm thấy vô cùng áp lực trước những đối thủ của mình. Có quá là khiêm tốn hay không khi mà quý vị khán giả thân mến, đây là cô gái mà đã đạt số điểm cao nhất trong vòng loại cũng như là số điểm cao nhất trong trận bán kết của Beyond the Knowledge 2022. Em ăn máy ạ. Nhưng mà lúc nào tôi hỏi Thiệp Sang thì bạn cũng trả lời đó chính là ăn may ạ. Và Thiệp Sang thân mến, bạn có chia sẻ rằng là bạn có một lời chúc đặc biệt đến từ rất nhiều người, nhưng mà em thấy lời chúc từ bố và mẹ là ý nghĩa nhất. Dù thắng hay thua, kết quả như thế nào thì trong lòng bố mẹ con luôn là người chiến thắng. Ngày hôm nay thì Thiệp Sang có bố mẹ đến đây xem không? Dù phải vượt qua một chặng đường rất là xa, nhưng mà bố mẹ em cũng đã có mặt ở ngay hôm nay để cổ vũ cho em ạ. Bố mẹ Thiệp Sang có cảm thấy tự hào về con gái mình ngày hôm nay không ạ? Vâng, và Thiệp Sang thân mến, ở trận bán kết thì tôi được biết rằng là bạn là một người có khả năng hát rất hay. Vậy thì trong trận chung kết ngày hôm nay thì bạn có muốn được thể hiện thêm một đoạn hát nào nữa không ạ? Thì nếu như Công Vĩnh cũng đã có một thông điệp gửi đến bá bàn cung chửi qua bài rạp thì em cũng có một thông điệp muốn gửi đến các bạn qua một bài hát tên là Niềm Tin Chiến Thắng ạ.
Một tràng pháo tay cho Thiệp Sang được không ạ? Tôi sẽ hát cho những niềm vui, những nỗi buồn. Tôi sẽ hát cho giọt nước mắt lăn trên môi ai. Đừng khóc nhé em, đừng buồn nhé anh. Vì cuộc đời đâu mãi chỉ có niềm vui. Tôi sẽ hát cho những niềm tin hiện lên rằng ơi. Tôi sẽ hát cho ngọn lửa mãi vẫn cháy trong tim. Hạnh phúc sẽ đến với tôi và sẽ đến cho mọi người. Hát về một ngày mai tươi sáng rạng ngời. Rất tuyệt vời đúng không ạ? Và mong rằng ngày hôm nay không chỉ Thiệp Sang mà cả ba bạn thí sinh còn lại, bốn nhà leo núi của chúng ta sẽ giữ nguyên niềm tin chiến thắng, sẽ thật nhiệt huyết và sẽ đi đến tận cuối cùng, những vòng thi cuối cùng của Beyond the Knowledge 2022. Và ngay bây giờ đây thì Thiệp Sang đã sẵn sàng để đến với phần thi khởi động chưa? Em đã sẵn sàng ạ. Và ngay bây giờ đây hãy cùng Lê Thiệp Sang đến với phần thi khởi động. Hiện tượng gió xoáy tập trung áp thấp nhiệt đới. Chính xác. Thermidor. Chính xác. Những bộ nào trong quân đồ, chú đồ. Chính xác. Võ Hoàng Hải Long. Vật lý. Chính xác. Một khoảng kem nặng 75 gram. 50%. Chính xác. Trong bộ quá. Giao thoa ánh sáng. Quảng Vân ạ. Sáu. 10 điểm nữa. Thể lai. Kiểu dán. Chính xác. Trong bài thơ Dương Vực. To khô. Chính xác. Thần tốc táo bạo bất ngờ. Chiến dịch Hồ Chí Minh. Bạn có thêm 10 điểm. Hệ thống sông nào chiếm? Sông Hồng. Chính xác. Silver. Chính xác. Hai hình thức sinh sản. Tính thần mong bao tử. Chính xác. Nhắc đến Thanh Long, nhắc đến Cẩm Giang Hải Dương. 10 điểm nữa. Chiến dịch Tây Nguyên. 10 điểm nữa. Hai địa điểm trên trái đất. Bạn có thêm 10 điểm. Equator. Chính xác. Trong các môn thể thao sau đây, bóng chuyền. Chính xác. Người đầu tiên. Galileo. Chính xác. Singapore. 10 điểm nữa. Lực nào sau đây không phải lực thế? Lực ma sát. Chính xác. Silic trong công nghiệp được điều chế từ SiO2 và chất gì? Và vâng, đáp án cho câu hỏi cuối cùng là carbon. Vâng, 200 điểm. Xin chúc mừng Thiệp Sang đã hoàn thành xuất sắc phần thi khởi động của mình với 200 điểm. Và sau đây là tổng kết số điểm các bạn thí sinh có được sau phần thi đầu tiên. Xuân Linh đang có 40 điểm. Và đó cũng chính là cục số điểm của Công Vinh. Quốc Khánh có 80 điểm. Và cuối cùng là Thiệp Sang với 200 điểm. Bây giờ sẽ là phần thi vượt chướng ngại vật. Và để vượt qua phần thi này thì các bạn thí sinh của chúng ta phải vượt qua một ẩn số gồm 5 chữ cái. Và người sẽ lựa chọn hàng ngang đầu tiên đó chính là bạn Đinh Xuân Linh. Xin mời bạn. Em xin chọn hàng ngang số 4 ạ. Vâng, xin mời hàng ngang số 4 có 3 chữ cái. Câu hỏi như sau. Mang thai và nuôi con bằng sữa mẹ là đặc trưng của lớp động vật nào? Thời gian suy nghĩ đã hết và sau đây là câu trả lời của các bạn thí sinh.
Vâng, cả bốn bạn thí sinh đều có chung một đáp án, đó là thú. Và xin chúc mừng cả bốn bạn thí sinh đều đưa ra câu trả lời chính xác và mỗi bạn đều có thêm 10 điểm qua câu hỏi đầu tiên. Và sau đây là góc hình ảnh được hé lộ đầu tiên, góc hình ảnh số 4. Vâng, liên tiếp là hai tín hiệu xin trả lời chướng ngại vật đến từ Công Vinh và ngay sau đó là Thiệp Sang. Xin mời Công Vinh. Và ngay sau đó chúng ta đang nhận được tín hiệu tiếp theo đến từ Quốc Khánh. Câu trả lời của em là ủ sú ạ. Bạn có thể nhắc lại đáp án. Câu trả lời của em là ủ sú ạ. Ủ sú ạ. Vậy còn đáp án của Thiệp Sang là gì ạ? Hiện tại thì trong đầu em chỉ có duy nhất một đáp án là sáo lá. Vâng. Vậy còn Quốc Khánh thì sao ạ? Gia vị ạ. Vâng, Công Vinh có thể giải thích cho tôi vì sao bạn đáp án của bạn lại là u su không ạ? Em cũng không biết, đó là một cái từ khóa nhảy lên trong đầu em khi mà cái hình ảnh này được gợi mở thế ạ. Vâng, thế còn Thiệp Sang? Thì hiện tại thì ở trên hình ảnh thì em có thể thấy được một góc của hình ảnh thì em nghĩ đấy là một vận động viên nào đó. Thằng láng đầu tiên thì lại là thú nên em nghĩ là lĩnh vật của một cái sự kiện thể thao nào đó. Và thì nắm chữ cái thì em chỉ nghĩ đến sáo lá vì hiện tại đang tổ chức diễn ra SEA Games trong thời điểm gần đấy. Vâng, vậy còn Quốc Khánh ạ, bạn có lời giải thích nào không ạ? Giờ em thấy Ajinomoto là một loại mì chính thì em nghĩ là gia vị đó ạ. Vâng. Vâng, và quý vị khán giả thân mến, ở đây thì chúng tôi mới chỉ lật mở được một hàng ngang đầu tiên. Còn ba hàng ngang chưa lật mở, ba mảnh ghép nữa chưa lật mở. Nhưng đã có ba nhà leo núi đưa ra câu trả lời. Và trong trận chung kết thì chúng tôi luôn luôn cần sự nhanh nhẹn. Nhưng sự thận trọng luôn luôn là một điều cần phải ưu tiên hơn. Vậy thì trong Công Vinh, Thiệp Sang, Quốc Khánh, liệu ai sẽ là người vừa nhanh nhẹn, vừa chính xác nhất? Vâng. Đã có một thí sinh của chúng ta đã xuất sắc giải được chướng ngại vật của chúng ta ngày hôm nay. Và đó là bạn Thiệp Sang với đáp án là sao la. Vâng, chỉ với một hàng ngang và một góc hình ảnh được hé lộ, Thiệp Sang của chúng ta đã xuất sắc giải được chướng ngại vật của chúng ta ngày hôm nay và mang về cho mình 70 điểm sau phần thi vượt chướng ngại vật. Và bốn đáp án của bốn hàng ngang của chúng ta đó là Hà Tĩnh, Sách Đỏ Việt Nam năm 1992, và sao la là một vật thuộc lớp thú và nằm trong ở Sách Đỏ Việt Nam. Và đúng như Thiệp Sang nói thì linh vật của SEA Games 31 của chúng ta chính là sao la, và góc hình ảnh là chính là một vận động viên. Vâng, và ở đây thì chúng tôi muốn nhắc đến sao la được mệnh danh là kỳ lân châu Á, là một trong những loài thú lớn đặc hữu có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất trên thế giới. Và lần đầu tiên các nhà nghiên cứu phát hiện dấu vết sao la là tại Vườn Quốc gia Vũ Quang, Hà Tĩnh vào năm 1992. Từ đó cho tới nay, chưa một nhà sinh vật học nào được tận mắt chứng kiến sao la ngoại tự nhiên, mặc dù đã được thu thập, được thêm nhiều dấu vết và hình ảnh của chúng. Sao la được xếp hạng ở mức cực kỳ nguy cấp, có nguy cơ tuyệt chủng trong tự nhiên rất cao, trong Sách Đỏ của Liên minh Bảo tồn Thế giới và trong Sách Đỏ Việt Nam. Linh vật của SEA Games 31 diễn ra tại Việt Nam là một con sao la. Vâng. Và một lần nữa xin chúc mừng Thiệp Sang đã là người giải được chướng ngại vật của chúng ta ngày hôm nay. Và hãy cùng tổng kết số điểm mà các bạn đang có sau hai vòng thi đầu tiên. Xuân Linh đang có 50 điểm. Và đó cũng chính là số điểm của Công Vinh. 90 điểm là số điểm của Quốc Khánh. Và tạm thời dẫn đầu đoàn leo núi đó chính là Thiệp Sang với 270 điểm. Vâng, và vì bạn Thiệp Sang đã trả lời được chướng ngại vật trước khi mà ô hàng ngang số 2 được lật mở, nên điểm số của Thiệp Sang ngay bây giờ sẽ là 290 điểm.
Vâng, trước khi bốn thí sinh bước vào phần thi về đích tăng tốc thì chúng ta sẽ có một phần câu hỏi dành cho khán giả ở trong trường quay. Chúng tôi sẽ có 3 câu hỏi dành cho 3 bạn khán giả xuất sắc nhất và nhanh nhất. Các bạn trả lời đúng sẽ nhận được một phần quà đến từ nhà tờ Laka. Và ngay sau đây chính là câu hỏi đầu tiên. Vào ngày mùng 5 Tết âm lịch, người ta thường biểu diễn loại hình nghệ thuật nào ở Đền Hùng, vốn được công nhận là di tích văn hóa phi vật thể của nhân loại, được bảo vệ khẩn cấp vào năm 2011 và di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại năm 2018. Ngay bây giờ các bạn có thể giơ tay để xin giành quyền trả lời ạ. Cho tôi thấy cánh tay của các bạn được không ạ? Vâng, ngay từ những giây đầu tiên thì tôi đã thấy một bạn mặc áo đỏ, chắc là cổ động viên của bạn Quốc Khánh. Bạn có thể giới thiệu một chút về mình được không? Dạ, em tên là Trần Văn Tuấn Anh, em đến từ chi đội 10C2 ạ. Vâng, thì đối với câu hỏi này thì đáp án của bạn là gì ạ? Dạ, em xin được trả lời là câu trả lời của em là hát xoan ạ. Vâng, thưa các bạn, hát xoan chính là câu trả lời chính xác của câu hỏi này. Xin chúc mừng ạ. Ngay sau đây chính là câu hỏi tiếp theo. Trong bài thơ Tây Tiến, nhà thơ Quang Dũng đã nhắc đến thủ đô của quốc gia nào? Ai đã biết đáp án của câu hỏi này rồi ạ? Vâng, ngay khi tôi chưa đọc hết câu hỏi thì tôi đã thấy một cánh tay giơ lên đến từ cổ động viên của bạn Lê Thiệp Sang. Bạn có thể giới thiệu một chút về mình không ạ? Em là Hà Án của 10C7 ạ. Đáp án của câu hỏi là Lào, thủ đô của quốc gia Lào. Vâng, đáp án Lào là một đáp án hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng bạn. Vâng, thưa quý vị khán giả, sau đây sẽ là câu hỏi cuối cùng dành cho các quý vị khán giả trong phần chơi này. Và câu hỏi này sẽ là một câu hỏi bằng tiếng Anh do thầy giáo Ray Vela đến từ trung tâm Anh ngữ 2G sẽ công bố cho các quý vị khán giả. Please. Okay, the question is, how many millimeters are in 1 centimeter? Huh? Okay. One more time. How many millimeters are there in 1 centimeter? Go in the blue shirt. Blue shirt. Yeah. Black? 10. There are 10. Vâng. Câu trả lời đó là câu trả lời hoàn toàn chính xác. Xin mời bạn có thể... Vâng, xin cảm ơn bạn. Số điểm rất cao và có khả năng thay đổi cục diện trận đấu. Thế nên là bên cạnh Thiệp Sang thì Xuân Linh, Công Vinh và Quốc Khánh hãy tận dụng thật tốt những cơ hội tăng tốc của mình. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với cơ hội tăng tốc đầu tiên. Hãy cho biết 4 vị trí được đánh dấu, vị trí nào có chứa mìn. Biết rằng số trong các ô biểu thị số lượng mìn ở 8 ô xung quanh nó. Nếu không có số, tức là xung quanh vị trí đó không có mìn. We'll be right back.
Khánh đưa ra câu trả lời là A ở 3 giây 30. Và cả ba bạn Thiệp Sang, Công Vinh và Xuân Linh đều đưa ra chung một đáp án là C và D. Và xin mời người nhanh nhất của chúng ta là Quốc Khánh, bạn có thể đưa ra quy luật hay lời giải thích nào cho câu hỏi này không ạ? Em tin vào tâm linh ạ. Vâng. Vậy thì đến với người nhanh thứ hai của chúng ta chính là bạn Thiệp Sang ở 16 giây. Xin mời Thiệp Sang. Đầu tiên thì em sẽ ô dế. Thì em nhìn thấy là cái số 1 ở phía dưới ô dế. Tức là trong vòng 8 ô xung quanh của ô 1 đó sẽ có một ô con min. Thì trong số 8 ô xung quanh thì chỉ còn lại ô dế, suy ra là ô dế là ô con min. Ô 1 chéo bên tay trái của ô dế thì sẽ 8 ô xung quanh của ô đó. Thì ô dế đã có min rồi, suy ra là cái ô ở bên trái của ô 1 đó sẽ không có min nữa. Sau đó sẽ đến ô thứ 2 ở phía dưới. Thì trong 8 ô xung quanh của ô thứ 2 đó đã có ô dế có min. Và cái ô không có số ở chéo một bên số 2 thì không, cũng không có min. Suy ra là ô dế là ô có min. Sẽ đến số 2 ở phía bên trên. Thì trong vòng 8 ô của số 2 đó thì đã có C và D có min. Suy ra là B sẽ không có min nữa. Rồi là sẽ đến ô số 1 ở một bên số 2 bên dưới. Thì 8 ô xung quanh đã có ô C có min. Suy ra là ô A không thể có min. Thì em nghĩ là ô C và ô D là hai ô có min ạ. Vâng, một lời giải thích rất chi tiết đến từ bạn Thiệp Sang. Và đáp án và lời giải thích của chương trình hoàn toàn chính xác, đúng như lời Thiệp Sang nói. Và xin chúc mừng Thiệp Sang của đã có thêm 40 điểm, Xuân Linh có thêm 30 điểm và Công Vinh với 20 điểm. Và sau đây là cơ hội tăng tốc thứ hai. Đây là ai? Cuối cùng của chúng ta thì đáp án cho câu trả lời đã được hé lộ, đó chính là Nguyễn Công Trứ. Và xin chúc mừng Thiệp Sang có thêm 40 điểm, Quốc Khánh có thêm 30 điểm. Xin mời câu hỏi tăng tốc số 3. Sắp xếp các cố đô sau theo đúng với triều đại của chúng. Ở 7 giây với bạn Xuân Linh là C, D, A, B, E. Và đó cũng là câu trả lời của Quốc Khánh và Thiệp Sang. Công Vinh có một câu trả lời khác một chút, đó là C, E, A, B, D. Và xin chúc mừng Xuân Linh có thêm 40 điểm, Quốc Khánh có thêm 30 điểm và Thiệp Sang có thêm 20 điểm. Và sau đây là câu hỏi tăng tốc cuối cùng. Đây là gì?
Vâng, Thiệp Sang có câu trả lời là khăn quàng đỏ. Và ba bạn thí sinh còn lại đều đưa ra chung một đáp án, chính là khăn đỏ. Và riêng Quốc Khánh hình như có một chút nhầm lẫn trong việc đánh chính tả nên đưa ra đáp án là khăn giỏ. Và như các dự kiện ở cuối thì câu trả lời rõ ràng của chúng ta đã hé lộ. Và xin chúc mừng Thiệp Sang có thêm 40 điểm. Công Vinh có thêm 30 điểm và Xuân Linh có thêm 20 điểm. Vâng, và phần thi tăng tốc đã kết thúc và ngay bây giờ đây chúng ta sẽ cùng tổng kết số điểm mà các bạn đã nhận được sau phần thi tăng tốc. 100 điểm là điểm số của Công Vinh. Xuân Linh đang sở hữu 140 điểm. Quốc Khánh đang có 150 điểm và tạm thời dẫn đầu đó chính là Thiệp Sang với 430 điểm. Chặng đường trận chung kết ngày hôm nay và bây giờ đây là phần thi cuối cùng, phần thi về đích, một phần thi hết sức quan trọng cũng như quyết định số điểm của các bạn thí sinh. Và ngay bây giờ đây hẳn rằng căn cứ vào số điểm mà các bạn đang có thì bạn Lê Thiệp Sang đến từ lớp 10C7 sẽ là người thực hiện phần thi về đích đầu tiên. Xin mời bạn. Là phần thi cuối cùng nên hẳn rằng mỗi thí sinh của chúng tôi đều đang trải qua những cảm giác rất hồi hộp, rất khó tả. Và ngay bây giờ đây thì xin mời Hoàng Quân ạ. Vâng, quý vị khán giả thân mến, ngay bây giờ đây tôi đang ngồi cạnh người thân của bạn Lê Thiệp Sang, đó chính là mẹ của bạn ấy. Và cô có thể chia sẻ cảm xúc bây giờ của mình và những lời nhắn nhủ đến em được không ạ? Trước hết xin kính chào quý vị đại biểu, các quý thầy cô giáo, các bậc phụ huynh, các em học sinh cùng toàn thể quý vị khán giả có mặt trong trường quay hôm nay. Tôi xin giới thiệu, tôi là mẹ của thí sinh Lê Thiệp Sang. Hôm nay tôi rất vinh dự được có mặt đồng hành cùng con gái trong cuộc thi chung kết này. Thì trước hết tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành, lời chúc sức khỏe và lời chào thân thương nhất đến quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo, các bậc phụ huynh, các bạn học sinh cùng toàn thể khán giả có mặt trong trường quay hôm nay. Chúc bốn nhà leo núi của chúng ta về đích một cách chiến thắng và an toàn. Còn đối với con gái thì tôi luôn luôn chúc con bình tĩnh, tự tin, còn kết quả như thế nào thì trong lòng bố mẹ con luôn là người chiến thắng. Xin cảm ơn. Vâng, một lời động viên rất tâm lý đến từ mẹ của Thiệp Sang. Và Thiệp Sang ơi, bạn luôn có mẹ và bố đồng hành ở đây. Và các bạn cổ động viên đến từ 10C7 ở đâu rồi ạ? Vâng, như Thiệp Sang có thể thấy, có rất nhiều người đang đồng hành của Thiệp Sang. Và chúc cho Thiệp Sang sẽ hoàn thành tốt phần thi về đích của mình. Và ngay bây giờ đây, Thiệp Sang đang cảm thấy như thế nào ạ? Đây là phần thi cuối cùng, cũng là phần thi quyết định và em cảm thấy rất là hồi hộp ạ. Và ngay bây giờ đây thì em có thể cho chúng tôi biết được lựa chọn của mình trong phần thi về đích này. Em chọn 3 câu 20 điểm. 20, 20 và 20. Với câu hỏi 20 điểm đầu tiên, em có muốn lựa chọn ngôi sao hy vọng không? Dạ không ạ. Ngay bây giờ đây là câu hỏi đầu tiên dành cho Thiệp Sang. Trong một tháng có 4 ngày thứ 7, tổng của 4 ngày thứ 7 là 70. Hỏi ngày thứ 7 cuối cùng của tháng đó rơi vào ngày bao nhiêu? Câu trả lời của em là 26. Xin mời ba bạn thí sinh còn lại.
chúng tôi đã nhận được tín hiệu từ bạn Xuân Linh. Xin mời bạn. Câu trả lời của em là ngày 28 ạ. Vâng, và đáp án của chúng tôi, ngày thứ bảy cuối cùng của tháng đó rơi vào ngày 28 ạ. Xin chúc mừng Xuân Linh. Và với câu hỏi có giá trị 20 điểm tiếp theo thì Tiệp Sang có muốn lựa chọn ngôi sao hy vọng không ạ? Dạ không ạ. Xin mời câu hỏi 20 điểm tiếp theo dành cho Tiệp Sang. Bạn hãy trả lời câu hỏi sau bằng tiếng Anh. Và ngay sau đây, xin trân trọng kính mời thầy đại diện đến từ trung tâm Anh ngữ 2G sẽ là người đọc câu hỏi dành cho bạn Tiệp Sang ạ. Okay, are you ready? There are 5 different books, A, B, C, D, and E. They are arranged on a shelf. Book C and D are respectively arranged first and second, starting from the right of the shelf. How many ways book A, B, and E can be arranged? Và thời gian suy nghĩ bắt đầu. My answer is 6. Và Thiệp Sang thân mến, bạn hiểu câu hỏi của đến từ thầy giáo như thế nào ạ? Thầy nói là có nắm quyển sách A, B, C, D, E. Trong đó là có quyển C và quyển D thì được sắp xếp lần lượt là hai cột ở bên phải, từ bên phải quá. Thì thầy hỏi là có bao nhiêu cách sắp xếp các quyển sách A, B với là E ở trong ba cái cột còn lại. Vâng, và rõ ràng là một câu hỏi tiếng Anh không thể làm khó được một học sinh đến từ lớp chuyên ngoại ngữ như Thiệp Sang ạ. Và xin chúc mừng Thiệp Sang đã đưa ra câu trả lời chính xác cho câu hỏi vừa rồi. Đó chính là 6. Và ngay bây giờ đây sẽ đến với câu hỏi cuối cùng trong phần thi về đích của Thiệp Sang. Bạn có muốn lựa chọn ngôi sao hy vọng không ạ? Dạ không ạ. Xin mời câu hỏi của Thiệp Sang có giá trị 20 điểm như sau. Ngày 17 tháng 12 năm 2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ra quyết định thành lập thành phố nào cũng đánh dấu việc là tỉnh lụy cuối cùng của một tỉnh trở thành thành phố ở nước ta. Hội án ạ. Cơ hội thuộc về ba bạn thí sinh còn lại. Xin mời. Vâng, mời Quốc Khánh. Câu trả lời của em là Đà Nẵng ạ. Câu trả lời của Quốc Khánh là Đà Nẵng. Thế nhưng đáp án từ chương trình của chúng tôi phải là Gia Nghĩa. Rất tiếc, Quốc Khánh chưa ghi điểm được trong câu hỏi này. Vâng, và xin chúc mừng Thiệp Sang đã hoàn thành xong phần thi về đích của mình. Và tiếp theo ngay sau đây, thí sinh đang sở hữu số điểm cao thứ 2 ở đoàn leo núi đó chính là bạn Đinh Xuân Linh đến từ lớp 10A1 sẽ là người tiếp theo thực hiện phần thi về đích. Xin mời bạn tiến lên phía trước để thực hiện phần thi về đích của mình ạ. Ngay bây giờ đây thì Xuân Linh đang cảm thấy như thế nào? Thì thi đang thế này thì em cảm thấy khá là hồi hộp bởi vì là đấy là phần thi cuối cùng và khoảng cách hiện tại đang bị bỏ rất là xa. Và theo thi em xin gửi lời cảm ơn đến các bạn tập thể lớp A1, thầy giáo chủ nhiệm và đặc biệt là gửi lời cảm ơn đến gia đình đã luôn ủng hộ em trong cuộc thi này. Vâng, thưa quý vị thân mến, nếu như Thiệp Sang có mẹ của bạn để động viên trong phần thi về đích này thì Xuân Linh của chúng ta ngày hôm nay có được sự hiện diện và động viên đến từ một người rất đặc biệt đối với bạn ấy, đó chính là thầy giáo chủ nhiệm của lớp 10A1. Kính mời thầy ạ. Và thầy có thể chia sẻ thêm về cảm xúc của thầy ngay lúc này và những lời khuyên mà hoặc và sự động viên đến cho bạn
Xuân Linh của Thẩm Giang ngày hôm nay không ạ? À, xin trật kết, xin kính chào quý vị đại biểu, quý thầy cô, quý bậc phụ huynh và tất cả các em học sinh. Thầy là thầy chủ nhiệm của bạn Xuân Linh. Thì Xuân Linh khi mà báo tin vui với thầy là em đã lọt qua vòng bán kết để vào chung kết, thì thầy thật sự là rất là tự hào và bất ngờ. Bất ngờ chỗ là Xuân Linh là một thành viên nòng cốt của đội dự tuyển của lớp, mà bạn lại với đam mê khát khao là chinh phục Olympia, nên bạn phải chia sẻ ở cả hai mặt trận. Nên thầy cũng thấy phần nào là có lỗi khi để bạn Xuân Linh cũng ảnh hưởng đến một phần đến cái khả năng của bạn. Nhưng mà Xuân Linh, thầy và các bạn luôn tự hào về em, và lọt vào vòng chung kết là đã là em là người chiến thắng trong lòng thầy, bố mẹ cũng như các bạn lớp 10A1. Và thầy mong rằng trong phần thi về đích của em thì em hãy bùng nổ và vượt qua chính mình để thu được kết quả tốt nhất. Chúc mừng em. Vâng, thầy và các bạn luôn tự hào về em. Và các bạn cổ động viên của lớp 10A1 đâu rồi ạ? Xuân Linh thân mến, dù kết quả có như nào thì em hãy luôn giữ vững một tinh thần thép và chiến đấu tới cùng trong phần thi về đích của mình. Bởi vì sau lưng của em còn rất nhiều người đang ủng hộ và động viên và dõi theo sự thể hiện của em trong phần thi về đích cuối cùng này. Và ngay bây giờ đây thì Xuân Linh đã sẵn sàng chưa ạ? Em đã sẵn sàng rồi ạ. Hãy cho chúng tôi biết sự lựa chọn của bạn trong phần thi về đích này. Em chọn 2 câu 20 điểm và 1 câu 20 điểm. Với câu hỏi đầu tiên thì bạn có muốn lựa chọn ngôi sao hy vọng không ạ? Em không ạ. Vâng, xin mời câu hỏi đầu tiên có giá trị 20 điểm dành cho Xuân Linh. Loại thức nào chứa hỗn hợp glucose và một số chất điện giải khác được dùng để bổ sung nước và chất điện giải cho cơ thể trong các trường hợp như là tiêu chảy, sốt cao và nôn mửa? Thời gian suy nghĩ bắt đầu. Xuân Linh chưa đưa ra câu trả lời. Cơ hội dành cho 3 bạn thí sinh còn lại. Vâng. Câu trả lời của em là nước điện giải. Vâng. Đáp án từ ban cố vấn của chúng tôi, ý kiến đến từ ban cố vấn là câu trả lời của bạn Quốc Khánh là nước điện giải. Mặc dù khác với đáp án của chương trình là Oresol, thế nhưng câu trả lời của bạn chưa được chấp nhận. Rất tiếc. Và với câu hỏi có giá trị 20 điểm tiếp theo thì Xuân Linh có muốn lựa chọn ngôi sao hy vọng không ạ? Dạ, em vẫn ổn ạ. Vẫn ổn, không sao ạ. Và ngay bây giờ đây là câu hỏi tiếp theo dành cho Xuân Linh. Có một gia đình nhỏ, chồng cuốc mướn cày thuê, vợ dệt vải, bỏ một con lợn nổi nuôi để làm vốn liếng, khá giả thì nuôi dăm ba xào ruộng làm. Từng là ao ước của nhân vật văn học nào? Vâng, Xuân Linh chưa đưa ra câu trả lời của mình, và sau lưng tôi đang nghe rất nhiều tiếng gõ chuột để tranh cơ hội trả lời cho câu hỏi này. Và bây giờ xin mời cơ hội của 3 bạn thí sinh còn lại. Vâng, và Công Vinh đã là người nhanh tay nhất trong 3 bạn thí sinh. Xin mời Công Vinh. Em sẽ đoán bữa là chỉ phèo ạ. Vâng, câu trả lời của Xuân Công Vinh đưa ra là chí phèo. Và xin chúc mừng Công Vinh đã đưa ra một câu trả lời hoàn toàn chính xác. Đáp án cho câu hỏi vừa rồi chính là chí phèo. Và câu trích trong được trích từ tác phẩm cùng tên. Và ngay bây giờ đây chúng ta sẽ cùng đến với phần thi cuối cùng trong phần thi về câu hỏi cuối cùng trong phần thi về đích của bạn Xuân Linh. Và em có muốn lựa chọn ngôi sao hy vọng không ạ? Dạ em không. Vâng, và xin mời câu hỏi có giá trị 20 điểm dành cho Xuân Linh.
Từ thau trong câu thành ngữ vàng thau lẫn lộn thực chất là một hợp chất có màu vàng nhạt nên thường bị người ta nhầm lẫn với vàng. Đây là hợp chất của hai kim loại nào? Trả lời của em là sắt và đồng ạ. Vâng, đó chưa phải là câu trả lời mong muốn từ chương trình. Và xin mời ba thí sinh còn lại. Mời Công Vinh. Câu trả lời của em là đồng và kẽm. Thảo ở đấy là đồng thảo ạ. Vâng, chúng tôi ghi nhận câu trả lời của Công Vinh là đồng và kẽm. Ở đây là hợp kim. Và từ ban cổ vấn của chương trình thì câu trả lời của bạn Công Vinh vẫn sẽ được chấp nhận. Và xin chúc mừng Công Vinh đã giành được 20 điểm qua câu hỏi vừa rồi. Vâng, và xin chúc mừng Xuân Linh đã hoàn thành xong phần thi về đích của mình. Và tiếp theo ngay sau đây, căn cứ vào số điểm mà các bạn đang có thì bạn Nguyễn Công Vinh đến từ lớp 10A4 sẽ là thí sinh tiếp theo để về phần thi về đích. Xin mời bạn. Ngay bây giờ đây thì Công Vinh đang cảm thấy như thế nào ạ? Lúc đầu thì em khá là hồi hộp và bây giờ với khoảng cách điểm khá là xa và không thể gỡ như thế này thì em không còn hồi hộp nữa. Vâng, không còn gì để mất ạ. Và ngay bây giờ đây thì chúng tôi rất mong muốn nhận được những lời động viên đến từ người thân cũng như là bạn bè của bạn Công Vinh ạ. Vâng, kính thưa quý vị, mẹ, thầy và đến lượt Công Vinh, chúng ta có một người bạn thân của Công Vinh và tôi đang đứng cạnh Minh Tuấn, người bạn cùng lớp của Công Vinh. Và Minh Tuấn, bạn có cảm xúc như thế nào sau khi chứng kiến màn trình diễn vừa qua của bạn thân của bạn, đó là Công Vinh, và bạn có lời khuyên như thế nào đến với người bạn của mình? Và theo như tôi được biết thì bạn cũng là một người chơi Olympia đến từ bán kết, phải không ạ? Vâng, xin mời bạn. Dạ, xin chào tất cả mọi người, em là Nguyễn Minh Tuấn đến từ lớp 10A4 và em là một người bạn thân của bạn Nguyễn Công Vinh. Thì em và bạn ấy là thí sinh trong cung trận bán kết 1 của BTK năm nay. Và thực sự là ban đầu, ở những cái thời gian đầu của năm học thì bọn em cũng đã cạnh tranh nhau khá là nhiều ở trên cái phương diện này. Và để mà đạt được đến những cái thành công này thì đó không phải là những cái điều dễ dàng. Và em tin là bạn Công Vinh đã cố gắng hết sức mình, thậm chí bạn ấy đã bỏ luôn cả dự tuyển để mà có thể đi theo đam mê này. Và tất cả mọi người trong lớp đều ủng hộ cái đam mê của bạn ấy. Và em cũng là một trong số đó. Và số điểm này là một số điểm thực sự là nếu mà đứng nhật thi khó đó, nhưng mà tao tin là với cái đa của mình đang băng lên thì mình có thể đạt được cái vị trí thứ nhì. Và yên tâm đi, yên tâm, tại vì giải ba là có 500k và anh em có thể có một bộ skin rồng từ Mỹ ở trong từ game mà chúng ta đang chơi. Vâng, từng ở trong cùng một trận đấu bán kết, ở trên sàn đấu chúng ta là đối thủ, thế nhưng xuống sàn đấu chúng ta vẫn là bạn tốt. Vâng, và những người bạn đến từ lớp 10A4 của Công Vinh đâu rồi ạ? Vâng, Công Vinh ơi, em hãy cố gắng làm thật tốt ở trong phần thi về đích để thực hiện nguyện ước của bạn Minh Tuấn, bạn thân của em và cả các bạn cùng lớp nữa nha. Chúc em may mắn trong phần thi về đích của mình. Vâng, và Công Vinh thân mến, với tinh thần không còn gì để mất thì bạn sẽ lựa chọn gói câu hỏi như thế nào ạ? Gói câu hỏi của em sẽ là 2, 3, 2 ạ. 20, 30 và 20. Câu hỏi đầu tiên thì bạn có muốn lựa chọn ngôi sao hy vọng không ạ? Em không ạ. Có hay không ạ? Em không ạ. Vâng, và ngay bây giờ đây hãy cùng đến với câu hỏi đầu tiên dành cho Công Vinh. Loại phương tiện vận chuyển nào được sử dụng nhiều nhất để phục vụ cho chiến dịch Điện Biên Phủ? Thời gian suy nghĩ bắt đầu. Câu trả lời của em là xe thô ạ.
Và qua phương tiện này thì nhân dân các địa phương đã đóng góp được 25.560 tấn gạo, 266 tấn muối, 1.909 tấn thực phẩm, 26.453 lượng công dân công, 20.991 xe đạp thổ, 1.800 mảng nữa, 756 xe thô sơ, 914 con ngựa thổ và 3.130 chiếc thuyền. Và xin chúc mừng Công Vinh đã đưa ra một câu trả lời hoàn toàn chính xác qua câu hỏi vừa rồi. Với câu hỏi tiếp theo có giá trị là 30 điểm thì bạn có muốn lựa chọn ngôi sao hy vọng không ạ? Em vẫn ổn với lựa chọn của Vinh ạ. Vâng, không sao. Và ngay bây giờ đây hãy cùng đến với câu hỏi tiếp theo dành cho Công Vinh. Trong công nghiệp, muội than là nguyên liệu quan trọng trong các ngành như là ngành điện tử, chế biến cao su, v.v. Có một hợp chất hydrocarbon khi được đưa vào buồng kín rồi phân hủy bằng nhiệt độ cao tạo ra muội than và đứng trên được ứng dụng rộng rãi để sản xuất muội than dùng cho công nghiệp. Hãy cho biết hợp chất đó là gì? Thời gian suy nghĩ bắt đầu. Câu trả lời của em là acetylene ạ. Và chúng tôi đã ghi nhận đáp án của Công Vinh, đó chính là acetylene. Và với một câu hỏi về hóa học như thế này thì chắc hẳn sẽ không làm khó được một học sinh chuyên hóa của chúng ta. Xin chúc mừng Công Vinh. Và tiếp theo sẽ là câu hỏi có giá trị 20 điểm. Bạn có muốn lựa chọn ngôi sao hy vọng không ạ? Lựa chọn của em là có. Vâng, xin mời ngôi sao hy vọng. Câu hỏi có nội dung như sau. Tờ báo Đại đoàn kết là cơ quan ngôn luận của tổ chức nào? Thời gian suy nghĩ bắt đầu. Đảng Cộng sản Việt Nam. Cơ hội dành cho ba bạn thí sinh còn lại. Vâng, xin mời Quốc Khánh. Em xin được đoán là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ạ. Vâng. Ngay từ đầu trận, bạn Quốc Khánh của chúng ta chia sẻ là mình được 10 điểm sử nhờ ăn may được không ạ? Và ngay bây giờ Quốc Khánh đã đoán đúng đáp án cho câu hỏi này chính là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Và xin chúc mừng Quốc Khánh có thêm 20 điểm. Cũng như xin chúc mừng Công Vinh đã hoàn thành xong phần thi viết đích của mình. Và ngay bây giờ đây, chàng trai đến từ C2 của chúng ta đã rất sẵn sàng cho phần thi về đích. Ngô Sĩ Quốc Khánh đến từ lớp 10 C2. Vâng, và tôi vẫn còn nhớ rằng là ở trận bán kết thì bạn chia sẻ là tôi gọi bạn rằng là trai đẹp C2 tại vì là chia sẻ là ba từ miêu tả đó chính là đẹp trai và đẹp trai ạ. Và bạn cũng có chia sẻ rằng là ở đến với đêm chung kết này thì bạn nhận được một lời chúc rất đặc biệt và sẽ chia sẻ đến khi đến với phần thi về đích. Thì ngay bây giờ đây bạn đã có thể chia sẻ với chúng tôi chưa ạ? Bố của em sẽ chia sẻ giúp em ạ. Vâng, và thưa quý vị, tôi đang đứng ngay cạnh bố của bạn thí sinh Quốc Khánh của chúng ta ngày hôm nay. Và cháu chào chú ạ. Và cảm xúc của chú sau khi nhìn các cái màn thể hiện vừa rồi của em và những lời nhắn nhủ nào mà chú muốn dành đến cho em trong phần thi cuối cùng này ạ? Trước hết, tôi xin chào tất cả mọi người có mặt trong khán phòng hôm nay. Thứ nhất là tôi xin cảm ơn nhà trường và câu lạc bộ đã tạo cho các em một cái sân chơi bổ ích. Đến với cuộc thi hôm nay thì bố con cũng nói chuyện với nhau rồi, rất nhiều. Bố vẫn nói với Khánh là MU năm nay có thể không được tham dự C1. Nhưng mà MU vẫn là một cái giá trị, không những là giá trị thương mại mà nó còn là một cái giá trị vĩnh cửu mà ở Việt Nam mình cũng như ở thế giới có một cái lượng fan đông đảo nhất. Bố chỉ nói như thế với con. Xin cảm ơn. Đến với phần thi về đích thì em xin có vài lời ạ. Thì đầu tiên em
Con xin cảm ơn bố mẹ đã đồng hành với con. Em xin cảm ơn thầy cô và bạn bè đã giúp đỡ em trong suốt năm học vừa qua. Em rất cảm động với sự giúp với các bạn khi các bạn đã nghĩ suốt rất nhiều đêm để có thể nghĩ ra được câu khẩu hiệu cho em, và nhiều bạn đã đôi mưa đến cổ vũ cho em, và có cả người bạn của em ở Hà Tĩnh cũng lặn lội xuống hội trường ngày hôm nay để cổ vũ và tiếp sức cho em ạ. Em xin cảm ơn tất cả mọi người ạ. Vâng, bạn của Quốc Khánh ở đâu ạ? Hãy cho tôi thấy cánh tay và tinh thần của các bạn không ạ? Quốc Khánh. Và Quốc Khánh của chúng ta hãy thật sự bình tĩnh lại và cố gắng để hoàn thành về đích, phần thi về đích của mình thật hoàn thiện, Quốc Khánh nhé. Chúc Quốc Khánh thật là may mắn. Ngay bây giờ đây thì Quốc Khánh đã sẵn sàng chưa ạ? Rồi ạ. Em cho chúng tôi biết sự lựa chọn của bạn. Em xin lựa chọn một câu hỏi rất rất là mạo hiểm, bao gồm ba câu 20 ạ. 20 và 20. Ở câu hỏi đầu tiên thì bạn có muốn lựa chọn ngôi sao hy vọng không ạ? I'm fine. Em ổn ạ. Không sao ạ. Và ngay bây giờ đây hãy cùng đến với câu hỏi đầu tiên có giá trị 20 điểm dành cho Quốc Khánh. 4 kỳ ở động cơ đốt trong gồm những động cơ nào, những kỳ nào? MU vô địch ạ. Cơ hội dành cho 3 bạn thí sinh còn lại. Vâng, và không có bất kỳ một tín hiệu nào được vang lên. Và đáp án cho câu hỏi này đó là nạp, nén, nổ và xả. Và rất tiếc chưa có thí sinh nào ghi điểm được trong câu hỏi này. Với câu hỏi thứ hai có giá trị là 20 điểm thì Quốc Khánh có muốn lựa chọn ngôi sao hy vọng không ạ? Quyết định của em vẫn như câu hỏi thứ nhất ạ. Vâng, không sao ạ. Và ngay bây giờ đây sẽ là câu hỏi dành cho Quốc Khánh. Nhân đạo, vô tư, trung lập, độc lập, tự nguyện, thống nhất, toàn cầu là điều lệ và nguyên tắc cơ bản nào của tổ chức nào ở nước ta? Hội Phật giáo Việt Nam ạ. Giáo hội Phật giáo Việt Nam ạ. Hội Phật giáo Việt Nam ạ. Quốc Khánh của chúng ta đã đưa ra câu trả lời ngay từ những giây đầu tiên. Nhưng rất tiếc, đó chưa phải là đáp án chính xác. Xin mời 3 bạn thí sinh còn lại. Vâng, chúng tôi ghi nhận được tín hiệu từ bạn Tiệp Sang. Xin mời. Câu trả lời của em là Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam ạ. Vâng, Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam. Và xin chúc mừng Tiệp Sang đã đưa ra câu trả lời chính xác cho câu hỏi này. Và đáp án phải là Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam ạ. Em xin được lựa chọn ngôi sao hy vọng ở câu hỏi cuối cùng ạ. Vâng, ngôi sao hy vọng ở câu hỏi cuối cùng. Và đây cũng chính là câu hỏi cuối cùng trong trận đấu ngày hôm nay. Xin mời câu hỏi dành cho Quốc Khánh ạ. Hợp chất nào trong đông y được gọi là bàng sa hay nguyệt thạch, trước đây từng được sử dụng để làm chất phụ gia cho giò lụa, bánh phở, bánh cuốn để tạo ra độ dai và giòn, nhưng đã bị cấm bởi Tổ chức Y tế vào năm 1985. Thời gian suy nghĩ bắt đầu. Hàn thế. Vâng, ngay sau khi Quốc Khánh đưa ra câu trả lời, chúng tôi đã nghe được rất nhiều tiếng vỗ tay ở dưới khán đài. Và chắc hẳn và rõ ràng, và đây là một câu hỏi chính xác dành cho Quốc Khánh. Và Quốc Khánh đã thành công giành được 40 điểm qua câu hỏi có ngôi sao hy vọng vừa rồi. Vậy là câu hỏi cuối cùng trong phần thi về đích của chúng ta đã kết thúc. Và ngay bây giờ đây hãy cùng tổng kết số điểm mà các bạn thí sinh hiện tại đang có sau 4 vòng thi.
Ở vị trí đầu tiên là bạn Xuân Linh đang có 120 điểm. Một trăm bảy mươi là điểm số của Công Vinh. Bạn Ngô Sĩ Quốc Khánh đến từ lớp 10C2 có 170 điểm. Và dẫn đầu cũng chính là người chiến thắng trong trận đấu ngày hôm nay chính là bạn Lê Thiệp Sang đến từ lớp 10C7 với 450 điểm. Vâng, cả bốn bạn thí sinh của chúng tôi đều đang trao nhau những cái bắt tay, những cái ôm sau trận đấu vừa rồi. Và cảm ơn các bạn vì đã cống hiến cho chúng tôi một trận đấu đầy cảm xúc. Và cho dù kết quả như thế nào thì bất cứ một trận thi đấu nào, chỉ cần là chúng ta đã nỗ lực và cố gắng thì mọi trận đấu đều có ý nghĩa. Và tôi tin chắc rằng hành trình của Beyond the Knowledge 2022 sẽ là một trải nghiệm đáng nhớ cho các bạn trong 3 năm thanh xuân trở thành học sinh của trường Trung học Phổ thông chuyên Phan Bội Châu. Và trải qua 4 vòng đấu gay cấn, kịch tính và đầy khó khăn thì cả bốn bạn đều đã chứng tỏ được năng lực, bản lĩnh và sự tự tin, sự chắc chắn đến từ kiến thức của mình. Và hơn cả đó là sự xuất sắc và Thiệp Sang của chúng ta ngày hôm nay đã là người giành được vòng nguyệt quế danh giá trong trận chung kết Beyond the Knowledge mùa thứ 3 năm 2022 đến từ trường Trung học Phổ thông chuyên Phan Bội Châu. Và xin mời bốn bạn thí sinh bước lên bục để chúng ta. Và xin mời chủ anh Nguyễn Đức Thắng, chủ nhiệm của câu lạc bộ Olympian Japan lên trao hoa và vòng nguyệt quế cho bốn bạn. Và chúng tôi xin giới thiệu hai thí sinh đồng giải ba. Xin giới thiệu thí sinh giải ba, đó chính là bạn Đinh Xuân Linh đến từ lớp 10A1. Và tiếp theo là hai bạn cùng điểm. Xin mời anh Nguyễn Đức Thắng, chủ nhiệm câu lạc bộ Olympian Japan. Xin mời thầy Lê Văn Tú. Anh Nguyễn Đức Thắng sẽ là người trao giải ba cho bạn Đinh Xuân Linh đến từ lớp 10A1 ạ. Xin mời người về vị trí thứ hai, Công Vinh và Quốc Khánh, cả hai bạn xin mời. Nguyễn Công Vinh và Ngô Sĩ Quốc Khánh là hai bạn đồng giải nhì trong trận chung kết của chúng ta ngày hôm nay với số điểm là 170. Và bây giờ chính là thời khắc quan trọng nhất của Beyond the Knowledge 2022. Vòng nguyệt quế của Beyond the Knowledge 2022 sẽ được trao cho bạn Lê Thiệp Sang đến từ lớp 10C7. Và xin trân trọng giới thiệu và kính mời thầy giáo Lê Văn Tú sẽ lên trao phần thưởng cho bạn Lê Thiệp Sang ạ. Một lần nữa, cùng cảm ơn bốn bạn thí sinh, bốn nhà leo núi xuất sắc của chúng ta đã cùng cống hiến cho một trận chung kết đầy kịch tính và hấp dẫn của chúng ta ngày hôm nay. Và người đại diện cho trường Trung học Phổ thông chuyên Phan Bội Châu đến trường quay S14 để chinh phục đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23 đã gọi tên bạn Lê Thiệp Sang đến từ lớp 10C7. Kính thưa quý vị, vậy là hành trình Beyond the Knowledge 2022 của chúng ta đã khép lại. Và chúng ta cũng đã xác định được người đại diện cho trường của chúng ta để đi đến trường quay S14 và thi đấu dưới màu cờ của trường Trung học Phổ thông chuyên Phan Bội Châu. Đó chính là bạn Lê Thiệp Sang. Tuy nhiên, hành trình chinh phục tri thức, hành trình của chúng ta hướng tới những khát vọng, những hoài bão chinh phục tri thức sẽ còn tiếp diễn mãi. Và chúng tôi xin được cảm ơn tất cả những thí sinh đã tham gia Beyond the Knowledge 2022, đã cống hiến cho quý vị khán giả rất nhiều trận đấu hay, rất nhiều cảm xúc mà chúng ta không thể bao giờ quên được.
Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn đến đoàn trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu, các thầy cô giáo, các nhà tài trợ đã giúp đỡ ban tổ chức để tổ chức thành công trận chung kết ngày hôm nay. Và chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự có mặt và ủng hộ nhiệt tình đến từ quý vị khán giả xuyên suốt 3 trận bán kết và trận ngày hôm nay của mùa Beyond the Knowledge 2022. Và xin chào và hẹn gặp lại ở Beyond the Knowledge 2023. Trường Phát.